Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm trên toàn cả nước nhé, đặc biệt là các bác làm thợ đánh vạc. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu chi tiết tới các bác là về cái dòng lưới đánh vạc để cho các bác cùng tham khảo này. Đối với lưới đánh vạc này thì có thì nó sẽ rất là hiệu quả, bắt được những con vạc mà không chịu xuống bàn để trao ra ngoài các bác. Đấy, ví dụ như bàn vạc đây, khu vực đây này các bác này, đánh mình bắt một cơ số dưới mô rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là còn những con vạc mà nó trợn mô hoặc là trợn tiếng kêu nó vanh ra ngoài thì chúng ta sẽ đánh cua ở vòng ngoài này thì sẽ được hiệu quả lắm các bạn. Lưới đánh vạc này là mắt lưới của nó là 12, thì ngoài đánh vạc ra thì các bác sử dụng đánh con cò mỏ đen, cò đi đêm ấy, đánh chung một bàn được các bác. Đấy, thì cái dòng lưới này thì ưu điểm của nó độ tàng hình cao, cái thứ hai nữa là chim vào bám dính cực kỳ là cao luôn. Còn lưới này thì nó có hai loại, một loại là 4 diềm 3 túi, còn một loại là 5 diềm 4 túi nhé. 5 diềm 4 túi thì chiều cao mắt lưới của nó là 100 mắt, thì các bác lưu ý. Còn cái lưới 4 diềm 3 túi này thì chiều cao của nó chỉ có 75 mắt thôi. Đấy, nhưng mà đánh nó hợp lý. Các bác đánh đầm thì lên chọn cho mình là cái lưới 5 diềm 4 túi. Còn các bác đánh ao với cả bờ khô và ruộng anh em thì các bác chỉ cần sử dụng là cái lưới 4 diềm 3 túi thôi. Còn mắt lỗ 12 và sợi 20, hàng này thì không bị chạy mặt này. Đấy, cực kỳ là bền. Đấy, không bị chạy mặt và nó cũng là cái dòng lưới hải lợi, dòng lưới không bị mục. Đấy, rất là bền. Dây diềm thì em làm cho các bác là dây diềm cước đúc nhé. Đấy, cước đúc. Đấy, hàng dây diềm cước đúc. Còn thực tế thì quay ở ngoài bãi thì các bác sẽ hình dung được nó là cái dòng lưới mắt ngang, nó rất là nhiều thịt. Đấy, nhiều thịt nhưng mà độ tàng hình nó rất là cao bởi vì lỗ mắt nó thoáng. Đấy, quay trực tiếp vào, ví dụ như hướng chim vào này. Đấy thì thường thường là nó sẽ không nhìn thấy gì. Đấy, còn ngoài ra thì những cái con chim vãng lai đi mà mắc phải thì đây cò đây các bác. Đấy, cò thì những con cò này thì thi thoảng dính thôi các bác. Đấy, còn nhiều con nó lọt, nó trúng miếng thì nó chết. Còn lưới này thì cũng nhiều video quay cho các bác rồi, nó cũng đánh được nhiều loại như gà, chích, chiếc các kiểu. Đấy, chẳng may nó vào nó đúng miếng nó làm im thôi các bác. Đấy, còn lưới thì đánh hiệu quả thì các bác cứ quay khóa xung quanh cái bàn vạc của mình. Đấy, vẫn để cho cái hướng vạc vào là đằng sau lều kìa các bác kìa. Đấy, cái thứ hai nữa là đằng sau cái dãy cây kia là các bác chặn cho em một cái lưới nữa thì đàn vạc kiểu gì nó vào nó cũng trao ra ngoài này. Xong nó vòng về thì nó đã dính một số lưới rồi. Và những con khôn nó lên cây lại bắt đầu dính lưới tiếp thì chúng ta sẽ đánh được hiệu quả. Còn các bác đánh trần ở ngoài bãi đấy mà đánh độc lưới không thì cái sự hiệu quả đem lại thì nó vẫn có, nhưng mà nó không được cao như là đánh bố trí trận địa các bác. Đấy, trận địa đánh thì nó sẽ hiệu quả và nó sẽ được cao hơn đấy các bác. Đấy thì video này sẽ giới thiệu cho các bác là về lưới đánh vạc. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên cái mẫu lưới đánh vạc này thì các bác tham khảo đặt hàng. Đấy, lưới thì khi các bác nhận hàng là sẽ được kiểm tra hàng, đâm ra các bác yên tâm nhé. Đấy, yên tâm là sẽ lưới là tốt để các bác đánh sử dụng. Đấy, bác nào xem được video thì cần thì liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác nhé.